Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục cây thuốc quanh ta trên website mạng y tế.vn chữa cảm nắng. Cảm nóng với hoa tầm xuân theo quan niệm của y học cổ truyền. Tầm xuân có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, trừ phong, hoạt huyết chỉ huyết, giải độc giảm đau. Tầm xuân thuộc loài cây nhỏ họ quế hoa. Theo quan niệm của y học cổ truyền, tầm xuân có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, trừ phong, hoạt huyết chỉ huyết, giải độc giảm đau. Thường được dùng để chữa các chứng bệnh như hoàng đản, thủy thủng, lị tật, tiêu khát, bị tích, đái dâm ở trẻ em. Tùy theo từng bộ phận của tầm xuân mà tác dụng chữa bệnh cũng có những đặc điểm khác nhau. Hoa cảm nắng. Cảm nóng vào mùa hạ có các triệu chứng tức ngực, buồn nôn và nôn, có thể có nôn ra máu, môi khô miệng khát, chán ăn, mệt mỏi. Dùng hoa tầm xuân 3 đến 9 gam sắc uống hoặc hoa tầm xuân 5 gam, thiên hoa phấn 10 gam. Sinh thạch cao 30 gam, mạch môn 15 gam, sắc uống hoặc hoa tầm xuân 10 gam và hoa đậu ván trắng 10. Hãm với nước sôi, chế thêm một chút đường phèn, uống thay trà. Nôn ra máu và chảy máu. Cam dùng hoa tầm xuân 6 gam, bạch cập 15 gam và rễ cỏ chanh 30 gam, sắc uống. Bướu tuyến giáp dùng hoa tầm xuân 5 gam, hoa hậu phác 5 gam, hoa chỉ xác 5 gam và hoa hồng 5 gam, sắc uống. Lá viêm loét chi dưới dùng lá tầm xuân không kể liều lượng, nấu nước rửa vết thương, nhọt độc sưng nề nhiều. Dùng lá và cành non tầm xuân rửa sạch, giã nát với một chút muối ăn rồi đắp lên tổn thương, dễ liệt mặt và di chứng liệt nửa người do tăng huyết áp. Dùng rễ tầm xuân 15 đến 30 gam sắc uống. Chảy máu cam mạn tính dùng vỏ rễ tầm xuân 60 gam hầm với thịt vịt già ăn. Ghẻ về mùa hè dùng rễ tầm xuân tươi sắc uống thay trà. Đái dầm trẻ em. Người già đi tiểu đêm nhiều lần dùng rễ tầm xuân 30 gam sắc uống hoặc hầm với thịt lợn ăn. Thương tổn do trật đả và trị xuất huyết dùng rễ tầm xuân tươi 30 gam rửa sạch, giã vắt nước cốt uống. Quả phù do viêm thận dùng quả tầm xuân 3 đến 6 gam. Hồng táo 3 quả sắc uống hoặc quả tầm xuân 20 gam, đại hoàng 3 gam, sắc chia uống 3 lần trong ngày. Tiểu tiện khó khăn dùng quả tầm xuân 10 gam, mã đề 30 gam và biển xúc 30 gam, sắc uống. Đau bụng khi hành kinh dùng quả tầm xuân 120 gam sắc, lấy nước hòa thêm một chút đường và rượu vang, uống ấm. Táo bón dùng quả tầm xuân 10 gam, đại hoàng 3 gam, sắc uống. Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.